Mitsu về ít có được mới lắm, nhưng mà con này là Ken Saben luôn. Bữa nay lựa được con này là Ken Saben, bữa nay Ngọc Trinh nè. Nè. Bình xăng qua mà gồ chế hai kim ha. Siêu tiết kiệm xăng. Nó mới nè cô chú. Quá mới. Đây, cần nè. Rồi, máy cắt cỏ hàng Nhật Bản Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ máy cắt cỏ rất là nhiều. Hôm qua là mấy chú là tin tưởng em lựa mất hết một khúc máy luôn đó cô chú. Đó, hôm qua về là em nói là về là tràn trề đầy nhà luôn. Bữa nay gì mấy chú là tin tưởng em chưa lựa mà mất một khúc luôn. Đó, thì hôm qua lô hôm qua là em lên lô ca nghe cô chú. Lên lô ca thì mấy chú đã ủng hộ em quá nhiều. Thì theo sự yêu cầu của mấy chú thì lựa những con máy Nhật mà cái dàn áo nó hơi cũ nhưng mà chất máy còn ghim, giá mềm. Bữa nay là đặc biệt là giá mềm nghe cô chú, giá mềm để giao lưu với cô chú về để cắt cỏ cho trâu cho bò cho dê ăn đó cô chú. Đó, bữa nay là giá mềm ha, đến từ tất cả thương hiệu nổi tiếng Mitsubishi nè, Maguyama, Robin, rồi Makita, Robin nhiều lắm cô chú ơi. À, thì hình thức bán máy bên em thì em bao ship tận nhà, tặng đủ đồ, đặc biệt là đến nơi cô chú được quyền khui thùng ra đổ xăng vô kiểm tra hàng, giật máy nổ chạy ngon lành, cảm nhận hàng chất lượng, hàng Nhật Bản chất lượng ok ngon lành hết mới nhận máy nghe cô chú. Thì đặc biệt bên em là không nhận cọc trước, không nhận cọc trước để làm gì, để em làm cho thật sự hoàn thành ok ngon lành hết em mới an tâm mà bán hàng cho cô chú nha. Tại vì bán xong rồi mấy chú cảm nhận xài ok rồi còn giới thiệu anh em bạn bè mua nữa, chứ không phải là em bán rồi một người làm mất luôn. Em bán rồi rất là nhiều cô chú đã quay lại và mua hàng bên em. Đây là những con máy này là tại vì hàng Nhật đó cô chú, đến nơi thì cô chú cứ thoải mái mà xài không có gì hết. Nếu mà em cọc trước, em nhận cọc trước thì em sẽ làm không hoàn thành cho cô chú, nên em một điều đầu tiên là em không nhận cọc trước để cho cô chú an tâm đặt hàng bên em. Rồi thì vô bán máy cô chú ơi. Đó, bán máy miễn phí ship, rồi tặng đồ, rồi bảo hành, nói chung là bên em bán nói chung là không có chỗ nào bằng chỗ em được hết. Đây, tặng chắn cỏ nè, tặng dây đeo nè, tặng lục giác nè, tặng tiếp mở bugi nè, xịn sò ha. Đây, đầu này để mình tháo lưỡi nè, đầu này tháo bugi, đầu này là mở ốc vít nè cô chú. Đó, xịn sò nè, rất là dày đó, cây này xịn lắm đó. Nói chung là nói vậy đó chứ nó nhiều, xài được nhiều thứ lắm đó. Đầu 19, đầu 13 ha. Rồi, bên em thì em có tặng lưỡi nha cô chú. Đó, đây là ba lưỡi. Đây là lưỡi dài Honda, đây là lưỡi tròn Nhật Bản, đây là ổ dây cước. Ổ dây cước này khi mà gửi đi thì em sẽ tặng, em sẽ xỏ đầy một ổ dây này em tặng cho cô chú nha. Đó, trong ba lưỡi này thì cô chú được quyền lựa một lưỡi trong ba lưỡi này. Nếu cô chú lấy thêm một lưỡi thì thêm 50.000, thêm một lưỡi nữa là thêm 100.000. Tổng combo này ba lưỡi này cô chú cho em thêm 100.000 nữa. Bên em có bán nhất hai thì. Đây là lò dầu nhớt Mekong Lut hai thì ha. Đây là dầu nhớt Ronaldo hai thì. Một lít xăng thì cô chú lường vô bốn nắp nhớt hai thì nè, bốn nắp này nè. Đó, bên em có bán dầu nhớt hai thì luôn nha, cô chú nào có mua thì bên em có bán luôn. Rồi cái đồ gạt cỏ để mình cắt lúa này cô chú, mình cặp cái cần vô đây nè, cặp cái cần vô đây thì có ngóc, nó có em có cái bợ ốp vô bắt vô gạt cỏ cắt lúa, cắt cho cỏ cho trâu cho bò cho dê ăn. Mua này nuôi 20 bò có này cắt thoải mái. Rồi vô bán máy cô chú ơi. Rồi hôm qua là lên lô ca nghe cô chú, hôm nay là lô ca rồi tới gì của anh Hiếu, ca tới gì à? Hôm nay là lên lô gì nghe cô chú. Rồi thì đây là con đầu tiên G1 đến từ thương hiệu Maguyama 20cc nòng 30 ly. Con này là còn siêu mới nghe cô chú. Đó, hàng Nhật Bản mà lựa mới vậy, nhưng mà hôm nay đặc biệt, hôm nay khuyến mãi nghe.
Đây. Ốc này trắng tinh ha, thấy rõ không hiểu? Đây này. Đây, bô đồ còn sáng luôn ha. Nè máy là ken saben luôn cô chú. Đây đầu bò trắng kẹp rồi sao đây? Rồi chống quấn cỏ ha. Ra băng. Rồi trắng cỏ ghim theo máy, cần đồ là ghim ha. Tay lái này tay lái mới nghe cô chú. Cái nào ghim thì em nói ghim, cái nào mới em nói mới nghe cô chú. Rồi thì cái này là chỉ có lai một cái tay lái mới vô, về tới đây thì bị gãy cô chú, gắn cái này vô. Cô chú nào muốn xài tay lái sao đó thì cứ báo em làm cho. Rồi thì em hướng dẫn mấy chú mà mua máy bên em ha, khi về tới nơi thì cô chú kêu shipper đợi, là cô chú là mua xăng nhớ đổ, mua xăng 1 lít xăng lần vô 4 nắp nhớ 2 thì đổ vô đây, nó mở nắp ra đổ vô. Rồi thì cái bình xăng lớn nó nằm dưới, bình xăng con nằm trên, mình phải làm sao? Mình phải bóp vú nó. Đó, bóp vú, mò cái vú. Cái vú mềm mềm ha, bóp một chút cái vú nó cứng lên, nó căng lên. Căng lên cái mình đóng e xuống. Bóp ra. Giật trước một cái. Rồi, bật cái e lên. Giật cái nữa. Đó, hàng Nhật vải đây cho cô chú nghe không? Nghe cái tiếng nó như máy mới luôn nè cô chú. Rồi, 20cc đồng 30 ly mà nó chạy bốc ở đó đấy cô chú. Rất là bốc nè. Này nghe tiếng nè, canty diễn giờ nha. Rồi tắt máy cô chú ơi. Thường ngày cô chú thấy em bán cái máy này 1.6 triệu đó. Nó còn đẹp gì đây là 1.6 triệu đó. Nhưng mà cái máy đầu tiên lúc nào em cũng giảm giá. Giảm giá cho cô chú là con này là con, hôm nay là em lên lô G nghe cô chú. Này là G1. G1 giao lưu với cô chú giá 1.4 triệu. À, cũng như là đầu xuôi đuôi lọt đó. Bán 1.4 triệu thôi. Đẹp len keng. Đóng lốc mắt in da băng đàng hoàng. Bình xăng Vambergo siêu tiết kiệm xăng siêu nhạy. Đó, để trên đây là chỉ kéo thẳng dây là chạy à. Nè. Nè. Nè, dây rồi còn trắng tinh luôn này cô chú. Rồi tắt máy ha. Rồi G1 giá 1.4 triệu. Kế tiếp là đến từ thương hiệu Makita. Đó Makita, rồi cái tem nó hơi chốc chốc nè, để chút em dán lại cho cô chú nha. Để em lúc em kiếm keo em dán lại cho cô chú. Này là con này 2001. M2001 này cô chú. Nòng 30 ly. Thương hiệu là chính hãng của Makita ha. À, cô chú nào có xài phan pin mà thương hiệu Makita là biết liền ha. Con này là siêu nhẹ nghe cô chú. Con số 1 chứ con số 2 nè. Đây con này chắc con G1 chắc cỡ khoảng 3.7 kg, con này chắc cỡ khoảng 3.5 kg. Siêu nhẹ luôn, dành cho mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè. Đúng bài mấy con này là đúng bài luôn. Nè, dây giật còn trắng tinh luôn nè. Đồ đạc trắng tinh như mới ha. Bình xăng Vambergo siêu tiết kiệm xăng, lốc có đóng chữ Makita luôn. Đây, tay lái ghim nguyên con, mới ken saben. Nè đầu bò trắng kẹp, len ken luôn. Trắng cỏ ghim luôn. Rồi bóp vú. Bóp vú, đóng nè. Rồi giật. Rồi lên ga. Lên ga nghe giật cái nữa nha. Quá êm. Nhỏ mà có giỏi kìa cô chú. Nghe cái tiếng nó đã nè. Nó lúc bốc 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 cái hơi nó cái hơi nó còn thích nghe cái tiếng không? Quá êm cô chú ơi. Rồi tắt máy.
Rồi con G2. G2 em giao lưu với cô chú giá. Đâu rồi? Phải G2 không? Đúng rồi, G2. G2 giao lưu với cô chú giá 1 triệu 3 thôi. Đó, 1 triệu 3 thôi nghe cô chú. Là mình sở hữu được cái máy Nhật, được bao ship tận nhà, tặng đủ đồ. Cô chú nhanh tay nha, bữa nào có mấy chú canh canh em lên đó, coi coi xong thì người ta chốt hết trơn à. Nên mấy chú nhanh coi rồi là gọi em liền nha. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Magu Văn Ma, 23cc nồng 32 ly đó, tới cái khúc máy ghẻ rồi đó. Bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng, lốc đóng mát in da băng. Đây cái ở trong là ghim nguyên con còn đẹp nghe cô chú, nhưng mà cái vỏ nó hơi cũ, vỏ nó hơi bị dính nhớt rồi thâm thâm nhớt à. Đó, cần đồ là ghim nguyên con, tay lái ghim nguyên con, đầu bò chắn kẹp là chống quấn cỏ, chắn cỏ ghim. Đó, con này 23cc nồng 32 ly ha. Con này là mấy chú nào mà có thường theo dõi kênh em á, nồng 32 ly là giá nó từ 1,8 triệu đó. Nhưng mà bữa nay là siêu rẻ, bóp vú, đóng e, lên ga, giật, bật e lên. Rồi nghe cái tiếng là cô chú. Nghe cái tiếng cái hơi của nó là cô chú. Quá êm ha. Nè garanti nó diễn nè. Rồi tắt máy cô chú ơi. Mấy chú nào mà cắt cỏ cho trâu cho bò hoặc là cắt ít ít không chê cái vỏ ngoài nó hơi cũ, chốt mấy con này nè, đúng rẻ luôn. 1,8 triệu mà bữa nay giảm còn có 1,3 triệu nè cô chú. Nồng 32 ly, thường thường cô chú nào có theo dõi kênh em biết đó, G3 giảm giá còn 1,3 triệu đó. Không chê mà mấy máy này là cái vỏ nó hơi cũ cũ là chốt mấy con này là đúng em luôn đó. Bữa nay là tập hợp máy siêu rẻ đó, chụp giật trợ lực lớn cho bá lửa mà vẫn giảm giá luôn. Thương hiệu Robin NB2003 Made in Japan. Nó lóc cái lóc nó còn mới, Ken Saben nó kìa, bô kìa. À, chế hai kim qua mà gồ nè, Ken Saben luôn ha. Nhưng mà dàn áo nó bị thâm dính dính nhớ kìa, thâm. À, mấy chú mà không chê cái vỏ hơi cũ thì chốt mấy con này mới đúng bài nè. Robin 2003. Đó, đầu bò chén kẹp, cái chống quấn cỏ này bị về tới đây nó bị bể cái miếng ngoài này cô chú. Cô chú nào mà cần xài miếng khác thì nói với em thay khác cho. Chắn cỏ này chắn cỏ ghim luôn. Tay lái nè. Rồi bóp vú. Bật e. Lên ga. Hạ e xuống. Siêu bốc luôn cô chú ơi, dữ dằn thiệt. Quá đã. Chế hai kim qua mà gò nghe cô chú. À, cái lốc lên nè, như mới mới. Con này 2003 nồng 32 ly nghe cô chú. Rồi tắt máy. Nhà cô chú nào có chừng 20 công đất chốt con này là đúng bài luôn, hoặc nuôi chừng chục con bò chốt con này đi, em bao luôn á. Tại cái vỏ nó hơi cũ vậy thôi chứ cái chất máy là em bao. G4 giá 1,4 triệu đó. G5 G5 đến từ thương hiệu Magu Văn Ba, 23cc nồng 32 ly. Đó, cái lốc nó còn mới ken luôn kìa, bô mới ken, nhưng mà vỏ nó cũng bị thâm. Đó, bữa nay em lựa những con máy, nói chung là chất máy riêng nguyên con, ốc là còn 7 màu luôn nè. Rồi nè, như máy mới luôn. Ốc đó là phải nói là như ốc máy mới luôn. Thấy rõ không hiểu? Thấy rõ ốc không? Thấy nè. Thấy rõ màu ốc không? Thấy. Coi này cô chú,
nó mới rồi nè. Con này nếu mà mới gì là giá cỡ từ 1.9 triệu tới 2 triệu nè, thường thường em bán á. Nè mới nè, cần rồi còn mới ken luôn, đầu bò chân kẹp chống quấn cỏ luôn, chân cỏ ghim luôn nè, 2.300 nè. Tôi chú nào mà có theo dõi kênh em biết con này là không rớt giá dưới 1.9 triệu nè. Bóp vú đóng e lên ra này, có trợ lực luôn nè, bò ke lên. Siêu em là cái tiếng là kìa nè con chú. Quá đã con chú ơi. Rồi tắt máy đây. Con này còn mới dữ lắm, mới kéo thẳng dây là chạy nè. Em quay xa ra cho cô chú coi chút. Là em tắt đây nè. Này cô chú coi thao tác, em giật cái máy này nó nhảy nè. Cứ gì đây là dở lên coi xuống nè. Nè. Vì không cần mà dùng lực tắt máy à. Con này còn im dữ lắm, im nè. Cái vỏ nó bị dính nhớt, nó thầm nhớt cũng gì đâu. Rồi. Z này là con Z5. Giao lưu với cô chú giá 1.500.000 thôi. 1.900.000 mà lọt xuống còn có 1.500.000 đó. Mà bị hơi lỗi dàn áo một xíu. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Makita. Đó, không gài nhiều cô chú hỏi máy Makita. M230 nghe cô chú, nồng 32 ly nghe cô chú. Đó, bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng. Con này cũng có trợ lực luôn nè. Đó. Bồ còn sáng gực luôn cô chú ơi. Nè, con này ốc ác nó còn 7 màu luôn nè. Còn mới ken luôn. Đúng là thương hiệu Nhật Bản nên còn mới nè. Nè đầu gò chân kẹp chống quấn cỏ nè. Cái này là ghim của nó là gì nè cô chú? Mấy chú mà trong vườn trái cây đó, cầm đây ha, tay này cầm đây, ngón cái này để dành lên ga nè. Nè, dành lên ga gì nè, là cắt nè. Nó ủi tới ủi lui trong vườn trái cây đó, gần gần nhà có cây cối đâu đó, xài cái tay lái này nó dướng nè. Tại vì bây giờ em thấy nó gì đây, nó ghim gì đây nhưng mà em thấy nó thiếu, thôi em cắn cái mới vô nè. Rồi con này là mình chỉ là mình vô là mình mò cái vú, mình gờ cái vú đó, cái vú mà đầu nó mềm mình mò chút cái vú nó cứng lên, bật e lên, mình không cần lên ga nghe cô chú, hạ ga xuống, bật e đỏ tự động ở đây, bật lên nó giật trước cái nè, bật e xuống đó. Thấy cô chú thấy nó siêu nhạy không, thương hiệu Makita chính hãng của Nhật nghe. Đó. Bữa nay là mấy chú tha hồ mà lựa máy luôn, siêu rẻ không à, thường thường là 7-8 triệu không đó. Rồi nghe thấy nè, bum thêm ha, tắt máy, công tắc nằm mấy bên đây. Cô chú nào muốn lên tay dài thì báo em nghe. Con này là để nguyên gì nè cô chú, xài im lắm. Ốc của này màu còn 7 màu vàng khe luôn. Z6. Giao lưu với cô chú giá 1.400.000. Đó. Tha hồ mà lựa chọn mấy rẻ. Rồi, tới Z7. Z7 cũng đến từ thương hiệu Makita. Đó, Makita 2233 này cô chú.
le đỏ tự động luôn. Đó, lốc còn sáng gực ha, bô sáng gực. Máy làm sao quay từng chi tiết cho cô chú coi vậy đó, bô sáng 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 tinh ha. Đây có chữ Makita trên đây nè. Quay máy làm phải quay kỹ vậy đó. Đầu bò chắn kẹp chống quân cỏ nè, chắn cỏ ghim theo máy nè. Rồi bóp vút, bật le đỏ tự động, bật xuống. Rồi giật. Đó. Rồi lên ga đây nè cô chú. Nghe cái tiếng nó móc ghê không, nghe cái tiếng nè, siêu giòn nghe, quá đã. Rồi tắt máy sau lưng. Con này là con Z7. Z7 em giao lưu với cô chú giá 1.3 triệu đó, 1.7 triệu mà bữa nay còn 1.3 triệu, nó hơi cũ một xíu là em giảm giá hết trơn, giảm vài trăm vậy đó. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Mitsubishi đó, hôm nay đựng con Mitsubishi đỉnh ha. Đây Mitsubishi TB23 nghe cô chú, nồng 32 ly. Nhưng mà Mitsu về ít có được mới lắm. Nhưng mà con này là Ken Saben luôn. Bữa nay lựa được con này là Ken Saben. Bữa nay Ngọc Trinh nè. Nè. Bình xăng qua mờ gồ chế 2 kim ha. Siêu tiết kiệm xăng. Nó mới nè cô chú. Quá mới. Đây. Cần nè. Cần này được cái ổ cước kim theo máy của Nhật luôn nè, ổ cước Nhật kia cô chú. Ok, ổ cước Nhật kia cô chú. Rồi chắc ăn chăm chăm là ổ cước Nhật ha. Cái này là chắn cỏ mới nha cô chú. Cái này cần của nó là mạ nè, tay lái của nó là ghim gì nè, bóp nè, bóp gì nè. Này cây này cắt cỏ sướng lắm nè cô chú, nhẹ siêu nhẹ luôn, chừng 3 cái máy nha, bảy mấy 4 kg trở lại, trở lực luôn nghe. Rồi bóp vút, đóng e, bóp ra, trở lực ha, hạ e xuống. Hết biết thì Mitsubishi mà nó chạy cái này coi chút. Dạ mang thì con này như mới mới cô chú ơi. Bô nó nè. Khủng khiếp. Rồi gà tì nè cô chú. Nó tì thầm nè. Cái tiếng nó bốc kinh thiệt. Rồi tắt máy trên này. Ghim mới Ken Saben luôn. Này cô chú mua máy bãi mà như máy mới. Hàng nghĩa địa mà như mua máy mới cô chú ơi. Rồi con này là Z8. Z8 giao lưu với cô chú giá 2 triệu. Mitsubishi cái giá nó cao nghe cô chú, nhưng mà là tại vì hàng cái chất lượng cái giá nó cao ghê lắm. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu của Reren. Reren là thương hiệu của Makita cô chú. 26cc nồng 34 ly, le đỏ qua một gồ siêu tiết kiệm xăng, lốc sáng gực luôn, máy còn quá đẹp. Thương hiệu Makita nổi tiếng ha. Nè bô còn sáng nữa nè, thấy rõ không hiểu, mới trắng tinh luôn. Đây thương hiệu Makita nè cô chú, nó là hãng độc quyền của Makita hàng Nhật ha. Đầu bò chắn kẹp chống quấn cỏ, chắn cỏ ghim. Con này chạy cũng ghê gớm lắm. Le đỏ tự động nha, bóp vút,
Xe đỡ tự động thì nó thường là để gì nè, rồi khi mình khởi động thì mình bật qua đây. Dữ dằn, nồng 34 ly nó chạy nó ghê gớm không? Cô chú nào nhà có nồng, nhà có chừng trăm công đất, chốt từ con Z8 cho lên. Con này là con Z9 nghe cô chú, rồi tắt máy sau lưng nè. Nhà có 100 công đất, chốt từ con Z8 cho lên nghe cô chú. Này là con Z9 nè. Z9 giao lưu với cô chú giá 1.8 triệu. Đó, nồng 34 luôn. Giá 1.8 triệu, máy còn siêu mới nha. Tại bữa nay em giảm giá đó, đúng ra con này tới 2 triệu lần đó. Rồi, kế tiếp là thương hiệu của Mitsubishi. Nhưng con này thì cái tem nó bị chóc cô chú ơi. Cái tem này là thương hiệu là người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nè. Nhưng mà về tới đây cái tem bị chóc rồi. Nên để còn chữ Nhật không à. Con này là 24 nè. Cái số nó còn mờ mờ nè cô chú. M245 nè. Là nồng 32 ly ha. Nó cũng giống cái con Z9 vậy đó. Ở Z8 vậy đó. Y hệt luôn, không khác miếng nào hết trơn á. Bồ còn trắng tinh luôn nè, thấy rõ không hiểu? Thấy nè. Quá mới ken luôn. Ốc 7 màu luôn nè. Đồ bò trắng kẹp chống quấn cỏ ken luôn. Trắng cỏ mới nghe cô chú. Thương hiệu của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài. Rồi bóp vút. Cô chú muốn xài tay lái như thế nào đó cứ báo em lên miễn phí nghe cô chú. Ra bóp xe đạp cũng lên miễn phí luôn. Bóp vú, bật e, lên ga, giật cái, hạ e xuống. Tiếp trời, đúng là người Nhật sản xuất cho người Nhật xài mà. Đó, tiếp đi. Đây nó còn hơi lớn, để em lấy cái giúp mình chỉnh cho cô chú nè. Đây nè. Đó, thì thầm lại thấy không? Đó, chỉnh con ốc ganti ngay đây nè cô chú. Nghe nó thì thầm nè. Tiếng máy lớn chạy con khác nè, tắt máy đây. Con này đúng ra là giá là cũng từ 1.8 triệu cho lên. Nhưng mà thôi em giao lưu với cô chú giá 1.6 triệu thôi. Tại cái tem nó bị mất rồi, mất cái tem cái mất 200 ngàn của chú ơi. Z10 còn 1.6 triệu à, Minh Xu bữa nay còn có 1.6 triệu của chú ơi. Nhanh tay nha. Rồi kế tiếp là thương hiệu Magu Yanma. Con này là bữa trước bị ế, bữa nay đem ra bán xã. Bữa trước bị ế, mới ken xe ben chỗ này nè mà bị ế nè. Ốc còn 7 màu luôn. Magu sát lớn nha cô chú. Lóc đóng mắt anh da băng, bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng luôn, máy lớn mà tiết kiệm xăng luôn. Đó. Mới ken gì đó. Nè, bữa trước là E11 là giá 2.3 triệu nè. Cô chú thấy nhớ anh thấy không? Nhớ cô chú nào có theo dõi kênh em biết ha, con E11 là bữa trước 2.3 triệu nè. Bữa lô E bị ế hết con. Rồi bữa nay là con này là con Z11. Z11 em giảm còn 2.1 triệu. Giảm mạnh gì đó. À, đầu bò trắng kẹp lớn luôn nè, chống quấn cỏ luôn nè. Trắng cỏ ghim theo máy luôn nè, còn mới cả này nè. Magu sát lớn nha, cô chú nào mà có theo dõi kênh em biết. Thường thường con này là giá từ 2.3 triệu trở lên á. Rồi bóp vút. Cô chú nghe Magu sát lớn chạy nè. Bóp vú, bà ke, lên ga. Ủa, nghe cái tiếng nó chạy nó hự ghê không? Con này mà cô chú để cái bơm nước vô một cái, nó bơm nước cho cô chú coi. Khủng khiếp luôn. Yeah.
tắt máy ha. Tùm gời luôn, máy lớn luôn, lóc còn đồ còn đẹp, ken sa ben luôn. Mà bữa trước bị ấy, tiếc gì đâu. Rồi bữa nay giảm giá. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu cũng Magu Yanma. Đó, Magu sắc lớn, chụp giật cho lời khe cô chú. Nhà ốc còn trắng tinh. Đó. 26 đồng 34 ly, ốc trắng tinh ha. Con này là có đóng khối ngay đây nghe cô chú. Ngay miệng bô nó có đóng khối. Hàng nghĩa địa. Chính tông của Nhật ha. Lốc đóng mắt in da băng, bình xăng qua mà gồ. Tum gời này còn mới cỡ này nè cô chú. Đó, bô sáng gật ha. À, tay bóp ngay đây, đó cứ gì đây nè, cầm gì cắt trong vườn trái cây nè, gắn thêm cái này cho cô chú, trang bị thêm cái này cho cô chú nè. Rồi đầu bò chân kẹp chống quấn cỏ là nghiêm ha, chân cỏ ghim. Rồi bóp vú. Đóng e lên ra thẳng dây cái hạ e xuống. Nghe cái tiếng nó hết có biết không? Rồi nó nghe cái tiếng này cô chú. Cô chú nào có 100 con đất chốt mấy con này đi cô chú. Dữ dằn lắm. Rồi tắt máy đi. Cô chú nào phát nhiều mua mấy con này nè. Em bao luôn, cỡ nào em cũng bao chứ. Con này bị đóng khói một chút em giảm giá, đúng ra nó 2 triệu 3 đó. Z12 em giảm còn 2 triệu. Máy còn đẹp gì mà tung gời luôn mà giá có 2 triệu cô chú ơi. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu là cũng là Magu Yanma. Đó, Magu Yanma nhưng mà này là người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. Chữ Nhật không à. Con này là còn nó là siêu mới luôn á. Nhưng mà có cái dàn áo nó cũng bị dính nhớt nè, dính nhớt cái nó thâm nè cô chú. Nó bị hơi như thâm thâm nhớt vậy nè. Nè cô chú nhìn ốc nó nè. 7 màu luôn ha. Nè. Vàng ngính luôn nè, bồ sáng gực luôn nghe cô chú. Cần nè, siêu mới đó, đầu bò trắng kẹp lớn luôn nè, thấy không? À, trắng cỏ ghim nè. Rồi bóp vú, con này là bóp vú là phải là dịu dàng nha. Bóp vú là mình phải gờ gờ vô cái mình thả bóp, bóp vú bật e rồi lên ra. À, con này kéo thẳng ra, buông lại, bật ghe lên, kéo thẳng ra. Cô chú nghe nồng 34 ly nó chạy thấy ghê gớm không? Con này hôm qua là giá bằng 2 triệu 3, con kia cái dàn áo nó hơi mới hơn xíu rồi là giá 2 triệu 3 đó. Rồi bắt máy đây nè. Đó, rồi em giật cho cô chú coi nè. Chỉ thẳng tay là chạy thôi. Rồi bắt ở đây ha. Đây. Rồi, em bật, em giật cho cô chú coi nè. Này là em bé 5 tuổi thôi là khởi động máy này là bình thường nè. Chỉ là thẳng ra. Yeah, buông lại. Đó, thẳng ra buông lại là chạy à. Rồi tắt máy ha. Nè. Tôi quay xa ra cho cô chú coi em cái thao tác em giật nè. Nè, ha. Nè, gì nè. Nè, kéo ra. Đó, buông lại. Vậy là chạy đó. Đơn giản nha. Còn im hơn cái máy có đề nữa cô chú. Rồi tắt máy đây nè. Mình khởi động máy mà nó là mấy chú lớn tuổi á. Mà con này thì nó siêu nhẹ nè. Con này thì chắc cầm khoảng 4,5 kg rồi cô chú ơi. Cầm 4,5 kg á. Mấy chú lớn tuổi là chốt con này đi. Vậy là chạy đó. Rồi tắt máy ha. Rồi Z13. Z13
giao lưu với cô chú 2 triệu. Đó, bị dính nhớ chút xíu là em giảm 300.000 đó. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu của Magu Yanma. Đó, chụp giật trợ lực, nhưng mà cái này là kéo thẳng ra chạy chứ không có như cái kia. Lốc, cái lốc nó nhìn cô chú coi nè, hải hùng cái lốc không, lốc đứng nha cô chú. Đây nè, đầu bugi nằm trên đây luôn nè. Nè, chụp giật trợ lực xui ha, tùm gời đó, tùm gời ha. Bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng, lốc đóng mắt in da băng đàng hoàng. Quay máy là em quay từng chi tiết gì cho cô chú coi đó, nên cô chú cứ an tâm đặt, em không giấu một điểm nào chứ. Đầu bò trắng kẹp nè, trắng quấn cỏ nè ha, trắng cỏ ghiên. Rồi bóp vú, quay là em không giấu một điểm nào chứ ha. Bóp vú đóng nè, bóp ga, con này em lên ga bóp xe đạp rồi nè. Chú nghe cái tiếng nó thấy ghê gớm không? Nồng 34 ly nè, nó thì thầm như máy bóng thì nè. Rồi công tắc nằm trên đây đâu nè cô chú. Garanti nó nhuyễn dữ dằn lắm, cái lốc còn mới ken luôn cô chú. Rồi G14 giao lưu với cô chú giá 2 triệu. Con này là phải nói là ok, kéo thẳng dây này, 5 tuổi thôi là chạy nè. À, tắt đây nè, 5 tuổi kéo dây chạy à, thẳng dây là chạy à. Mấy con trợ lực này sướng lắm cô chú. À, nó cũng khoảng 4,5 kg. À, may lớn mà nó nhẹ vậy đó. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Robin, chính hãng của Nhật luôn, Made in Japan Robin. Mà tem nó hơi chóc nè cô chú, con này tem nó hơi chóc ha, còn máy là còn siêu mới nhưng mà có cái chóc tem. Bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng, xăng ghiên nhớt ghiên. Cô chú về chỉ mua xe xăng xe Honda chạy vô là chạy đó, bỏ vô là chạy đó. À, mấy chú lớn tuổi, mấy cô nữ mà không biết cách pha xăng pha nhớt như mấy hai thì như mấy con nãy á, thì mua con này nè, đổ xăng vô thay để nhớt vô là chạy, sợ quên hoa rồi đó. Mua con này đi đúng bài luôn, đúng em luôn. Thương hiệu Robin là nổi tiếng xưa giờ đó. À, đầu bò trắng kẹp chống quấn cỏ nè, rồi trắng cỏ ghim, rồi bóp vú. À, bốn thiện phải bóp vú ha, bóp vú bóp phải nghe ẹt 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 vậy đó. Bật e lên nhẹ miếng ga. À, thẳng dây hai e xuống. À, máy mới dẹp chưa chỉnh nè, garanti nó còn hơi lớn nè cô chú. Nè em đè cái này là nó nhẹ, là cộng dây ga đó nó hơi thẳng nè, cái garanti nó nhuyễn nè cô chú. Rồi tắt máy đây nè. Đó. Rồi thì G15 bữa nay cái tem bị lỗi phải không, em giao lưu với cô chú giá 1,9 triệu đó, chính hãng của Nhật luôn mà có 1,9 triệu cô chú ơi. Rồi thì cô chú nào mua máy bên em thì cứ an tâm ha, máy thì em quay là quay vậy thôi, khi cô chú chốt hàng á thì thợ em sẽ chỉnh chu xúc bình xăng con, cân bình xăng con đồ ok ngon lành hết trơn rồi mới gửi cho cô chú nha, chứ không phải là để mà máy chạy lẹt xẹt vậy rồi gửi lên cô chú là cho thợ kiểm tra, nếu mà không ok thì cô chú chắc cũng không nhận hàng bên em đâu, tại vì em không nhận cọc trước nè, rồi em bao ship tới nhà nè, tặng đồ nữa, rồi còn bảo hành nữa đó. Cô chú cứ an tâm đặt hàng bên em ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú.